Này cả nhà, vịt nè mình chặt ra rồi á mà ha, nó nạc không mà nhìn ngon vậy sao luôn không? Ngon ơi là ngon á, nhìn con vịt ở nước người ta bán kìa, còn vịt ở chợ mình bán gì đâu mà không biết, là cũng nuôi sao mà mỡ quá trời luôn. Giờ mình cắt xả ớt ướp. Giờ mình cắt xả ướp. Mình bỏ vô máy cho nó xay cho nó nhuyễn chứ làm biến bầm quá. Bỏ vô máy xay. Có máy bỏ xay cho nó nhanh. Mình cho chút xíu muối. Chút xíu ngũ vị hương, tí xíu cho nó thơm thôi chứ nhiều quá nó mất mùi. Bây giờ mình đi xay. Rồi xong mình xay nó nhuyễn ra, xả ớt, muối, đường, chút xíu ngũ vị hương. Rồi mình bỏ vô lấy cái này ra đi. Này nữa còn còn nửa con này. Chút nữa mình ướp mình làm vịt khìa coca nữa con. Còn cái này bây giờ mình bỏ cái này vô mình ướp. Xong rồi cả nhà, mình ướp xong mình để chừng chắc 15 phút để cho nó thấm thấm chút rồi ra mình xào. Còn nữa con vịt này giờ mình ướp, ướp để đến chút mình ra nó luôn cho ít tỏi tươi, tỏi bằm. Ít muối. Muối tiêu. Này loại muối tiêu mà nó có ngò, có nhiều loại trong đây lắm, mình ướp thịt. Ướp thịt cũng ngon. Thơm đó. Mình cho chút xíu dầu hào. Miếng đường.
lát coca nữa, coca nó cũng ngọt. Thường thường người ta riêng, người ta riêng với lại coca với nước dừa chứ. Dịch khìa nước dừa, còn này mình khìa với nước coca. Coca nó có ga đó, nó làm cho mấy dịch nó mềm lắm, nên là cũng ngon lắm. Ở nhà ai chưa làm thử đi. Tỏi, tiêu, miếng dầu hào, các mặt nó thấm thấm. Còn dịch bự ghê luôn á. Dịch bự ghê luôn á, này nửa con nè. Xong, giờ mình ướp xong xuôi hết rồi, để cho đó rồi lát nữa rồi mình làm. Lát nữa rồi mình làm cái nha. Lát nữa là mình làm. Giờ đợi. Mình lấy chảo lên. Cho dầu, miếng dầu. Tỏi bằm vô thơm. Cho cặp dịch vô nha. Bây giờ mình cho nó thấm từ từ. Đang bốc mùi thơm phức luôn cả nhà. Cay nồng nàn. Ngon đó, giờ chờ cho nó sắc xuống. Sắc xong rồi, nó cạn nước xuống rồi nè, nó sắc sắc xuống rồi. Ngon. Mới ra mình hái thêm mới rau vô luộc ở nhà đó. Ra nhà đó, rau dền đỏ, rau dền cơm, rồi thêm mấy cọng đọt su. Mình ở bên Mỹ nhưng mà giống như ở bên Việt Nam, ở dưới quê vậy. Trồng rau, trồng cải, tới mùa hè là trồng rau, trồng cải, trồng hồ, trồng bí, trồng đủ thứ hết trơn. Dưa leo. Ham trồng lắm, trồng tới mùa, trồng xong rồi kiếm người cho. Ăn đâu có hết. Để chứ đi ra chợ mua coi mắc muốn chết luôn á. Ngồi rau luộc nữa. Xong một nồi gà xào xả ớt. Kho chứ, này cái hồ kho mình xào rồi mình kho. Rồi một nồi rau luộc. Đó. À xong. Ngày 5 tháng 5 của mình đó nha cả nhà. Rồi chào nha.